Hello mọi người đã quay lại một clip của mình nha. Ok thì chúc mọi người có một buổi trưa tốt lành nè. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục on cái con xe phụ ngày 2 xe bờ siêu cấp đặc biệt Quốc Oai Phong nha mọi người. Vừa mới ra mắt ngày hôm qua thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi trải nghiệm lại một cái chiếc vũ khí, phải nói là nằm trong chiếc kiếm mọi người, siêu đào nha. Ngày xưa mình đã có trải nghiệm rồi, thế rồi, nhưng mà cách đây khá là lâu rồi, cũng phải 2 năm rồi mọi người. Chính là cái vũ khí liệt diệm quyền thế kiếm nha. Chiến tia siêu đào này đó, hay còn gọi với cái tên khác là kiếm trọng lực đó. Thì ngày xưa mình có test rồi, cách đây 2 năm rồi, cũng khá là lâu rồi. Lúc đó như cũng có cái server mới nào ra hoặc là free cái vũ khí này mọi người. Này thì nó sẽ được free lại trong cái vũ cái server siêu cấp đặc biệt bốc iPhone nha mọi người. Và hôm nay thì là ngày 2, mọi người sẽ được nhận cái vũ khí này free. Và mình sẽ đi test cho mọi người xem về cái sức mạnh của vũ khí này ở thời điểm hiện tại 2024 rồi, mọi người không biết nó còn mạnh như lúc 2 năm trước mình test nha mọi người. Ok, đây mình nhận nha. Kiểm danh tí này. Rồi. Ủa, không biết là mọi người đã cày cuốc tới đâu rồi nha. Cho nó trang bị cái vũ khí hạng giờ vô. Đây mình sẽ mặc cái vũ khí này. Chết thưa. Ủa nhưng mà cái này mình đâu có bệnh viện đâu. Nó đâu cho cái thừa. Mình mặc vô. Ăn cái thừa mà cũng đâu được. Ok. Rồi. Đó thì về cái vũ khí này nè mọi người. Nó có sát thương ban đầu là 460, phạm vi là 100 và đào là 9 tia siêu liên tục nha mọi người. Bao là hỏa diệm. Hỏa diệm mà truyền. Hỏa diệm truyền oa. Sẽ bộc phát uy lực của núi lửa. Ok. Rồi, giờ thì mình sẽ đi trải nghiệm lại cái vũ khí này cho mọi người xem. Và cái vũ khí này khi lên cam thì nó có sát thương là bao nhiêu ta? Đây. Khi lên cam này nó có sát thương là 1700 nha mọi người. Đam cũng thuộc dạng tầm trung đấy, cũng khá ổn. 9 tia siêu đào. Rồi giờ thì mình sẽ đi test cho mọi người xem. Lâu rồi cũng chưa có bắn lại cái vũ khí này mọi người. Ở quen nữa đấu trường. Đấu trường level 8 mới mở hả? A few moments later. Cho nó lên level 4 luôn. Ok. Rồi giờ mình sẽ vào test cho mọi người xem này. Đấu tập này. Đây chọn cái map siêu to khổng lồ đi nhờ. Cái map như vậy trước đi. Vô hề nha. Mọi người nghĩ cái map này thủ không mọi người? 9 tia. Rồi mình sẽ bắn nha. Chạy một tour này. Đó mọi người thấy liên tục nha. Cho mọi người xem cái góc dưới đây. Đó. Mình đào nó sẽ xéo tí mọi người. Để siêu cái góc kia để bào. Đó thì mọi người có thể thấy hiệu ứng của cái vũ khí này. Nó có hình kiểu như hình vuông ngược rồi. Mọi người có thể gọi là thoi á mọi người. Nó nhọn nhọn nhọn. Có khe vậy như vậy á. Nó hiệu ứng thì nó có màu kiểu như là nham thạch đó mọi người. Màu vàng nha. Ok. Rồi giờ thì mình chỉ cần đợi cho nó đủ nổ nữa. Mình sẽ bao cho mọi người xem. 54%. Đội địch không thể nào mà bò lên được cái hố mọi người đào được. Rồi ok, giờ mình sẽ test bao cho mọi người xem. Map tầm trung. Mọi người xem mà còn thừa mấy tia nha. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi còn tới 2-3 tia luôn hả? 9 tia mà đối với cái map này thì
khí này, map này thì chắc chắn là sẽ còn thừa tiêu. Thừa khá là nhiều. 6 như thế thừa 3 tia là 10. Đó mọi người thấy đào ở cái độ rộng của cái thành đào này mọi người. À, còn độ sâu thì nó vẫn còn thừa tia. Chứ mình test cái map lớn hơn cho mọi người xem. Đó. Đây, độ rộng này. Bò xuống cho mọi người xem. Rồi gấp 2 lần cái con nhân vật đó. Rồi ok, giờ sẽ test cái map lớn hơn nha. Map vùng thiên thạch đi. Đó. Này thì một số vũ khí đào không xuyên nổi đâu mọi người. Như cục gom mình chơi đó, thì cũng đào không xuyên nổi. Còn thiếu một tia rưỡi thì phải tìm một tia rưỡi. Năm nay này mọi người. Nhưng mà vũ khí này chắc mình nghĩ là nó sẽ xuyên nổi đó mọi người. Rồi ok, giờ tôi bắn liên tục cho mọi người xem nha. Chỗ này đó, thêm một viên nữa, đã vào 5 thì mới đủ tia liên tục. Đó, đào này trời ơi nhọn hướng chả khác gì à, cái vũ khí thôi ngọc con trăng lúc mà lên ca mấy người. Đó, con trăng tung tung thì mình không thể nào test cho mọi người xem được rồi. Không có kỹ năng để mà nâng lên mọi người. Đó, nhưng mà chắc mọi người cũng hình dung được tung của nó như nào đúng không? Đó, mấy vũ khí mà kiểu vuông vuông này trời ơi, khó chịu lắm mọi người. Là hình vuông ngực là hình thoi mọi người. Ăn chay một tuần rồi nè. Trời đủ nộ này mọi người. Giờ sẽ bao cho mọi người xem. Bắp này khá là dày luôn. Gió xuất không hả? Bắn luôn ta. Bao nó lệch lệch một xíu nha. Thôi để mình bay qua đây đi. Xíu bò vô. Bao ở giữa. Rồi hy vọng gió xuất không. Rồi quá đẹp luôn. Đây thì bao cho mọi người xem. Xem mà nó xuyên nổi không nha. Hồi lúc trước 2 năm mình test là nó như là xuyên nổi mọi người. Còn thời điểm hiện tại thì không biết là như nào đây. Mình sẽ cố gắng kéo cho nó cao cao một tí. Đó, vẫn còn thừa một tia kìa. Ô là trời, nó lọt qua cái khe đó luôn. Đó, thì nó có một cái nhược điểm của vũ khí này. Chắc là mọi người cũng đoán biết được đúng không? Thì một lúc 10 đào đối thủ thì có khả năng là nó sẽ bị bám vô cái thành này mọi người. Tại cái thành này nó kiểu cái khe nhô ra rồi. Rồi thuộc vô rồi nha. Rồi như cái khe mùi khe núi mà. Rồi nó mắc vô trong cái khe đó là toàn. Nó sẽ còn dính. Nên mọi người đào chơi cái vũ khí này thì cố gắng đào sát người nhất có thể nha. Đào sát người này mọi người. Đó. Mặc dù là nó sẽ không đi được sâu hơn bình thường, nhưng mà cái này vô đầu nó cũng đi được khá khá mọi người. Nó không có phế như mấy cái vũ khí mà thùng nước vô đầu thì nó hơi toan. Cái map đó mà còn xuyên nổi nữa là mọi người hiểu rồi. Rồi giờ sẽ test cái map lớn nhất luôn cho mọi người xem. Thấy siêu to khổng lồ. Xem là nó sẽ còn thiếu mấy tia để mình xuyên nổi cái map này. Bắn chay một tia rồi mình sắp bay quá. Không phải con máy này nó phá map rồi. Map này thì nó phù thủy này sợ nó kiểu như nó rộng hơn sau cái map lúc nãy nha mọi người. Đó cái kiếm. Rồi giờ mình sẽ bao cho mọi người xem nha.
cái map phù thủy này, không biết là nó sẽ còn thiếu mấy tia đây. Trời ơi, map này bị sâu luôn. Rồi, vừa đủ xuyên kìa. Ô là trời, map này mà còn thủng thì chứ gì chịu nổi trời. Quá ghê luôn. Kinh vậy trời, con này mười. Xuyên map luôn nha. Trời ơi trời, quá ghê. Là sức mạnh của vũ khí liệt diễm quyền thiết kiếm 10. Rồi, ok. Thôi thì chắc là mình trải nghiệm tới đây thôi mọi người. Nó thì cái vũ khí này cho tới thời điểm hiện tại nó vẫn rất chi là mạnh mọi người. Sao vẫn bá đạo như ngày nào nha. Nhưng mà mọi người cố gắng là căng sao cho nó sát người một tí nha. Đó là nhược điểm lớn nhất của vũ khí này, đó chính là đối thủ của chúng ta là dễ bám một cái thành bao quá quỳ. Là như vậy nha. Đó. Và độ sâu thì nó rất là sâu rồi, khỏi phải bàn. Nhưng mọi người đào phải sát sát một tí cơ. Đó. Và cái vũ khí này lưu ý là mọi người không nên bao đằng sau nha. Sao hơi nguy hiểm nha, nếu mình sau gió kiểu như là gió ngược thì mọi người mạo hiểm bao tí một được, canh nó sáng sáng một xíu. Còn nếu như mà gió thổi xuôi hay là gió xuôi không thì mọi người không nên bao góc sau nha, mà bao góc trước đó mọi người. Ok, trước thì mọi người có thể bao cắm này, hoặc là bao canh gió. Nếu mà gió to mọi người bao cắm nha, còn gió xuôi không mọi người có thể kéo cao canh gió trước được mà. Ok, nhưng mà là xong nha mọi người. Thôi thì chắc là clip của mình đến đây thôi nha mọi người. Thôi thì anh em nào mà trải nghiệm xem clip tới giây phút này rồi thì kéo xuống cho mình xin một like nha. Nếu là người mới quay lại đăng ký kênh hoặc chung thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất của mình nha. Ok, còn bây giờ thì có thể lại ở clip tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tốt lành này.